Phan Như Thảo lộ dáng mũm mĩm khi đi sự kiện. Phan Như Thảo gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng mũm mĩm, hội ngộ dàn sao ở sự kiện tối ngày 17 tháng 10. Phan Như Thảo đến ủng hộ chương trình thiện nguyện Hành Trình Ước Mơ do MC, TikToker Nguyễn Huỳnh Như thực hiện. Cựu người mẫu lộ hình thể tròn trịa, vòng hai lớn khi diện bộ váy xanh may bằng chất liệu vải mềm, mỏng. Phan Như Thảo cho biết cô từng tăng cân mất kiểm soát, chạm mốc 90kg. Đầu năm 2024, người đẹp nỗ lực ăn kiêng, tập thể dục, giảm được 25kg. Sắc vóc hiện tại của Phan Như Thảo khiến nhiều người đoán cô đang tăng cân trở lại. Tôi tự thấy mình đẹp là được. Dù 90kg hay 65kg tôi vẫn là Thảo ù thôi, Phan Như Thảo cho biết. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, phải diện cây trắng đỏ sắc với MC, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như. Gần đây, Hương Giang chuộng gu thời trang hiện đại, năng động, chuẩn phong cách doanh nhân. MC Trung Hậu, bìa trái và Á hậu Thủy Tiên, bìa phải, dẫn dắt sự kiện tối ngày 17 tháng 10. Cả hai chụp ảnh kỷ niệm cùng Nguyễn Huỳnh Như và Hương Giang trên thảm đỏ. Hà Trí Quang cùng bạn đời Thanh Đoàn mặc đồ đôi đến ủng hộ Nguyễn Huỳnh Như sản xuất chương trình truyền hình mang ý nghĩa nhân văn. Á hậu chuyển giới quốc tế Tường Sang, trái, điệu đà trong bộ váy dạ hội gam hồng. Cô có mối quan hệ thân thiết với MC, TikToker Nguyễn Huỳnh Như. Ca sĩ Nguyên Vũ cũng đến mừng cô em Gen Z thử sức với vai trò nhà sản xuất show thực tế mang tính chất từ thiện, nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ca sĩ Ngọc Sơn khoe phong độ tuổi ngoài 50 với trang phục áo sơ mi trắng, quần tây. Hai diễn viên hài Thái Vũ, trái, và Vinh Râu ủng hộ sự kiện của Nguyễn Huỳnh Như. MC Quyền Linh đồng hành cùng nữ TikToker trong dự án Hành Trình Ước Mơ. Quyền Linh nói anh từng lo nhà sản xuất trẻ khó có thể đưa chương trình này lên sóng vì từ thiện là đề tài nhạy cảm, dễ vấp phải phản ứng của công chúng nếu không làm chỉnh chu, kỹ lưỡng. Thật may khi mọi việc đều suôn sẻ và chương trình đã ra mắt số đầu tiên vào tối ngày 16 tháng 10 trên sóng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong ngày càng có nhiều người thực hiện các dự án, hoạt động thiện nguyện để thêm những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong xã hội nhận được sự giúp đỡ, thay đổi cuộc sống, Quyền Linh nói ở buổi họp báo. Nguyễn Huỳnh Như cho biết cô hạnh phúc khi mời được nghệ sĩ Quyền Linh, một người dày dặn kinh nghiệm, đã có hơn 20 năm gắn bó với các game show, chương trình mang ý nghĩa từ thiện, tham gia show Hành Trình Ước Mơ. Quyền Linh cùng Nguyễn Huỳnh Như sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ khác như diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Ngọc Trai cũng góp mặt ở show này với vai trò khách mời, cùng chinh phục các thử thách để nhận tiền thưởng, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Nguyễn Huỳnh Như sinh năm 1997, quê Bạc Liêu. Cô là TikToker nổi tiếng, được khán giả biết đến qua những video thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn, trẻ mồ côi ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, cô còn cùng một người anh tổ chức bếp chay từ thiện, phát cơm miễn phí cho học sinh, sinh viên, người lao động nghèo hàng ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.